Hello, chào tất cả các anh chị thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học nhập môn đầu tư tài chính. Và trong cái bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thị trường Forex. Còn có một cái tên gọi khác, gọi là cái thị trường nghìn tỷ đó các bạn. Thì cái thị trường Forex này, thì rất nhiều anh chị, đặc biệt là những bạn mới, các bạn tham gia vào cái thị trường này, các bạn không trang bị được những cái kiến thức. Thế nên rằng là gì? Tôi chứng kiến rất là nhiều những cái mất mát. Và bản thân của tôi khi mà đầu tiên biết đến trading các bạn cũng ở thị trường Forex. Thì tôi đã rất nhiều năm gọi là ăn nằm với cái thị trường Forex này. Thì khi mà sau này biết ra được rất nhiều những cái thông tin, những kiến thức các bạn, thì tôi thấy rằng là gì? Có những cái kiến thức cơ bản, basic nhất mà những cái anh chị người mới bước chân vào thị trường đáng ra họ phải cần trang bị trước những điều này trước. Thì khi mà biết được những cái điều này thì họ sẽ có những cái chiến lược, họ sẽ có những cái sự chuẩn bị nó phù hợp. Bản chất tất cả các cái thị trường tài chính đều là cái cuộc chơi của tiền. Tức là gì? Nếu mà các bạn có kiến thức thì các bạn lấy được. Còn nếu các anh chị không có kiến thức thì các bạn trả tiền cho những người có kiến thức. Nên là thị trường tài chính là một cái thị trường gọi là zero sum game. Tức là tổng tiền bằng không. Tức là nếu mà các anh chị thắng tiền thì đâu đó sẽ có người thua. Nếu mà các anh chị thua thì tức là tiền của các bạn đã chạy qua túi của người khác rồi. Thế nên rằng là gì? Các bạn cần phải thực sự hiểu rõ bản chất của thị trường. Thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thị trường Forex. Thì những cái thông tin này các bạn nó rất là quan trọng. Và tôi tin rằng là gì? Đáng ra những cái người mà họ vào thị trường Forex, họ phải biết điều này trước thì tuyệt vời. Thế nên rằng là gì? Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn có cái sự chuẩn bị tốt nhất. Thì chúng ta sẽ vào, chúng ta hiểu cái thị trường Forex là gì. Thì Forex các bạn có thể thấy rằng là gì? Người ta hay viết tắt là cái từ FX. Là cái tên viết tắt của Foreign Exchange. Nó có nghĩa là trao đổi ngoại tệ, ngoại hối. Thì cái volume giao dịch của cái thị trường Forex đó các bạn, mỗi ngày ước tính khoảng tầm 6,6 tỷ nghìn tỷ đô. Tức là các bạn thấy rằng là gì? Cái thị trường này nó giao dịch cái volume rất là lớn. Volume giao dịch là 6,6 nghìn tỷ đô mỗi ngày. Tức là mỗi ngày cái volume giao dịch rất là lớn. Và các bạn biết rằng là gì? Đó là cái nơi giao dịch của những cái ngân hàng trung ương, những cái quỹ đầu tư, những cái công ty quản lý quỹ đầu tư, các công ty thương mại, các thương nhân và các nhà giao dịch cá nhân gọi là trader. Thì tức là thị trường Forex này, cái volume giao dịch của nó rất là lớn. Và là một cái thị trường gọi là nó đã hình thành cả rất nhiều năm rồi, gần cả trăm năm rồi các bạn. Đấy, thế nên rằng là gì? Các bạn sẽ thấy được rằng là gì, trong cái thị trường Forex này nó có rất nhiều những cái sản phẩm rất là đa dạng, như là ngoại tệ nè, kim loại nè, lương thực, năng lượng, crypto vân vân, rất là nhiều. Thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều những cái gọi là ngành nghề trong này, giao dịch này. Và các bạn thấy rằng là gì, mỗi cái gọi là ví dụ như tiền tệ thì nó sẽ có rất là nhiều cái cặp ngoại tệ. Thế nên rằng là gì, cái thị trường này cái sản phẩm nó rất là đa dạng. Và crypto cũng đưa vào trong giao dịch Forex rất là nhiều. Thế thì cái thị trường giao dịch Forex này nó sẽ có những cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là các bạn thấy rằng là gì, cái tính thanh khoản cao, vì cái khối lượng giao dịch, cái volume giao dịch nó rất là lớn. Ví dụ nhiều anh chị các bạn mà giao dịch ở thị trường crypto, ví dụ như có một số cái đồng coin là cái volume giao dịch nó bé, nhưng ở thị trường Forex thì những cái cặp tiền tệ cái volume giao dịch rất là lớn. Các bạn không lo lắng về cái độ thanh khoản. Nếu như mà cái volume giao dịch của các anh chị ví dụ như là 100.000 đô hay 200.000 đô nó không vấn đề trong thị trường Forex. Rồi, tức là các bạn có thể giao dịch mà không cần hàng hóa trong tay. Tức là các bạn mua vàng hay mua bạc hay mua những cái sản phẩm trên cái giao dịch Forex thì không cần phải có hàng hóa. Tức là các bạn mua ở trên đó, chỉ là những cái cặp giao dịch. Và các bạn có thể tìm kiếm được lợi nhuận ngay cả khi giá lên hay giá xuống. Tức là các bạn dự đoán rằng là gì, giá nó có thể tăng trưởng thì các bạn mua vào, giá có thể xuống thì các bạn bán ra để tìm kiếm lợi nhuận. Thì ưu điểm của cái thị trường Forex đó các bạn là đòn bẩy rất là lớn. Có một số sàn giao dịch nó chấp nhận đòn bẩy khoảng tầm 1.000 đến 2.000 lần. Thì các anh chị hãy tưởng tượng rằng là gì, ví dụ các anh chị có 100 đô thì các bạn có thể giao dịch cái đòn bẩy lên đến là gì, nhân lên 1.000. Tức là gì, có thể là cái vốn giao dịch của các bạn, cái khối lượng giao dịch khoảng tầm 100.000 đô, rất là lớn. Thế nên rằng là gì, cái đòn bẩy lớn thì cái rủi ro rất là cao. Thì tôi sẽ nói những cái điều này sau. Và các bạn có thể bắt đầu giao dịch với cái số vốn nhỏ, tức là 100 đô cũng có thể giao dịch rồi. Nên rằng là gì, nó khá là
linh động cho những anh chị có số vốn nhỏ. Và cái thị trường này nó khó thao túng và làm giá trong thời gian dài. Thì các bạn biết rằng là gì? Trong bất kể thị trường tài chính nào đều có cái sự thao túng và làm giá cả. Thì Forex cũng vậy. Nhưng mà thực ra mà rất là khó để mà thao túng và làm giá trong một thời gian dài với cái thị trường Forex, bởi vì cái volume giao dịch nó rất là lớn. Nên các bạn để ý giao dịch Forex thì các anh chị thấy rằng là gì? Sẽ có những cái lúc thông tin nó ra thì thị trường làm giá, những cái đội làm giá, nhưng mà sau đó thì thường thì giá sẽ trả lại về. Nên là cái thị trường này nó khó thao túng và làm giá trong thời gian dài. Thị trường này khó thao túng làm giá hơn những cái thị trường, ví dụ như là các bạn thấy mà những cái sàn giao dịch BO là hình như là những cái sàn giao dịch nội bộ rồi, nên họ làm giá, họ thao túng rất là dễ. Còn với cái thị trường Forex là một cái thị trường rất là lớn nên rất là khó để thao túng. Rồi, cái ưu điểm nữa là rất nhiều những cái tài liệu học tập các bạn có thể tìm thấy mọi nơi trên Internet. Thì cái thời điểm mà tôi tham gia vào thị trường Forex thì cũng lên trên đó học rất là nhiều các bạn. Nhưng mà thực ra khi mà mình không có được cái người hướng dẫn và mình không có những cái kinh nghiệm thì đúng là ngục lặn trong đó rất là nhiều. Nên là cái khó khăn của người mới, quá nhiều thông tin thì cũng rất là khó cho các bạn ấy. Và cái nhược điểm ấy, thực ra thị trường nào nó cũng sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Nhược điểm là vì nó có quá nhiều thông tin và lượng kiến thức nó rất là khổng lồ các bạn. Nên là cái người mới họ khó thực sự có cái sự chọn lọc. Và cũng rất là nhiều là gì? Cái sàn lừa đảo rồi những chiêu trò trong cái thị trường này. Bởi vì rằng là gì? Cái thị trường này cái lượng người tham gia rất là lớn. Nên là các bạn phải cần trang bị kiến thức là vậy. Thì trong cái khóa học này, trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để các anh chị nhìn thấy bản chất, thật sự hiểu ra bản chất vấn đề của cái thị trường này. Chỉ khi các bạn hiểu thì các bạn mới có thể bảo vệ được chính các bạn thôi, chứ không ai bảo vệ được chính các bạn cả. Các anh chị cần phải trang bị kiến thức, các bạn cần phải thực sự hiểu được bản chất vấn đề, nhìn thấy cốt lõi của vấn đề. Có rất nhiều anh chị các bạn tham gia vào thị trường mà các bạn không hiểu về cái thị trường đó. Đã vậy rồi là gì? Các bạn khi mất tiền cái thua, mình còn không hiểu lý do vì sao mình thua. Nên rằng là gì? Tôi muốn các bạn phải hiểu được bản chất thật sự. Thì sàn giao dịch Forex đó các bạn, các bạn cũng lưu ý, đây là những cái kiến thức nó khá là quan trọng. Các bạn cần phải có cái gọi là cái sự hiểu biết để các bạn chọn những cái sàn giao dịch Forex. Bởi vì nếu mà các bạn chọn sai cái sàn giao dịch Forex thì nó cũng giống như các bạn giao dịch ở những sàn BO nội bộ, nó rất là nguy hiểm. Thì tôi xin phép không nhắc tên gọi là gọi của những cái sàn giao dịch Forex, mà tôi chỉ sẽ đưa ra ba cái loại và các bạn cần phải có kiến thức, các anh chị lựa chọn. Và tí nữa tôi cũng sẽ đưa ra một số cái kinh nghiệm để các bạn có thể lựa chọn được những cái sàn giao dịch nó chất lượng. Thì sàn giao dịch các bạn Forex nó sẽ có 3 loại. Cái sàn thứ nhất là cái gọi là cái sàn MM, cái loại gọi là Market Maker. Cái nhóm sàn này có một cái tên gọi văn vẻ rất là hay, gọi là nhà tạo lập thị trường. Nhưng mà thực chất bản chất ở đây là cái nhà cái. Và nó cũng giống như là gì, chủ đề vậy đó. Tức là gì? Tức là trên cái sàn giao dịch này nó là một cái sàn giao dịch nội bộ và nó sẽ ôm lệnh của các bạn. Tức là nó sẽ không chuyển đi ra ngoài, mà giống như khi các bạn giao dịch là các bạn đang giao dịch với sàn. Tức là nếu các bạn thắng thì các bạn thắng tiền của sàn, nếu các bạn thua thì tiền đó là sàn gọi là nó lấy, chứ không phải rằng là gì các bạn thua cái người giao dịch khác. Thế nên rằng là gì, khi mà các anh chị mà chọn sai sàn, mà các bạn chọn phải những cái sàn giao dịch MM này thì các bạn sẽ bị rất nhiều cái bất lợi. Chắc chắn rằng là gì, họ sẽ gây rất nhiều bất lợi cho các bạn. Sẽ có những cái thao túng làm giá, sẽ có những cái lúc mà các bạn nạp rút tiền rất là khó khăn. Rồi rằng là gì, nó sẽ gây ra rất nhiều những cái chiêu trò để làm sao lấy tiền của các bạn. Bởi vì các anh chị thắng thì người ta thua, sàn nó thua. Mà các bạn hãy nghĩ xem sàn đâu để mà các anh chị thắng được. Nên những anh chị nào mà chọn phải cái sàn này thì các bạn gần như chắc chắn là thua, thua ngay từ đầu, thua ngay từ khi bước vào cuộc chiến cơ. Thì cái sàn đó các bạn nên tránh. Rồi cái sàn thứ hai gọi là cái sàn STP. Cái nhóm sàn này các bạn là nó thuộc một cái loại sàn là gì? Nó cũng chuyển lệnh, cũng giống như là người ghi đề vậy đó. Tức là cái nhóm sàn này á, nó sẽ là cái sàn mà nó sẽ lọc thông tin của nhà giao dịch. Các anh chị lưu ý một điều này này, dựa vào cái thông tin các bạn khai trong cái lúc các bạn lập tài khoản á, dựa vào những cái cách các bạn đi những cái lệnh giao dịch, dựa vào cái số tiền các bạn nạp vào, thì những cái sàn này họ sẽ phân biệt được, họ sẽ lọc được
là đâu là những cái nhà giao dịch chuyên nghiệp, đâu là những cái gọi là trader amateur. Này biết hết đó các anh chị. Dựa vào cái cách các bạn đi lệnh này, dựa vào cái cách các bạn có đặt stop loss như thế nào này, dựa vào cái cách các bạn chỉ cần giao dịch trong một thời gian ngắn là họ sẽ biết được những cái hành vi. Biết hết đó các bạn. Ví dụ các bạn thấy rằng là gì, những trader chuyên nghiệp thì chắc chắn rằng là gì, khi mà nạp vào giao dịch họ sẽ nạp vào số tiền nó lớn. Chứ ai nạp 500 đô, 1.000 đô, 2.000 đô đúng không? Rồi họ đi những cái lệnh nó rất là chắc. Khi vào lệnh nó phải kèm theo stop loss này. Và stop loss lúc nào cũng rất là thấp, 1%, 2% tài khoản. Chứ còn nhìn vào những anh chị mà giao dịch vol thì lớn, đòn bẩy cao mà không có stop loss nữa, thì chỉ cần một cái thời gian ngắn thì họ sẽ lọc được. Thì khi mà lọc được như vậy thì họ sẽ chia ra. Tức là những cái nhà giao dịch nào mà chuyên nghiệp thì họ sẽ chuyển lệnh, chuyển lệnh lên trên thị trường. Còn những cái nhà giao dịch mà amateur thì họ sẽ để trên đó, để giống như giao dịch nội bộ vậy đó. Bởi vì chắc chắn rằng là gì, những cái nhà giao dịch amateur các bạn sẽ thu tiền thôi. Nên cái loại sàn này thì tôi khuyên các bạn cũng đừng nên giao dịch ở loại sàn này. Thì cái sàn thứ ba là cái sàn mà tôi khuyên các bạn hãy nên chọn để giao dịch. Đây là cái sàn ECN. Thì cái sàn này á, nó sẽ nhận lệnh của cái người giao dịch và nó chuyển lệnh sang một cái bên thứ ba, hoặc là nó tìm kiếm các cái giao dịch đối ứng trên thị trường để khớp lệnh, và nó không có ôm lệnh. Các bạn hiểu vấn đề không? Nó không có ôm lệnh, nó không có gọi là các bạn không đánh nhau với sàn. Các anh chị hiểu vấn đề không ạ? Tức là gì, những cái sàn này là những cái sàn mà nó rất là uy tín. Và cá nhân tôi khi tôi làm việc với những cái sàn này các bạn, tôi thấy được là cái sự nghiêm túc của họ. Ví dụ những cái sàn giao dịch mà gọi là những cái sàn nó vào mà nó muốn lấy tiền của các bạn là nó cho các bạn đăng ký tài khoản rất đơn giản. Các bạn đăng ký tài khoản, các bạn verify rất là mau. Còn những cái sàn mà ECN này các anh chị này, họ rất là ý thức được cái việc rằng là gì, nếu như các anh chị là những cái nhà giao dịch amateur, các bạn vào thì chỉ có mất tiền thôi. Nên rằng là gì, khi mà các bạn đăng ký tài khoản của cái sàn ECN thì họ sẽ có những cái bài test kiểm tra các bạn rất là kỹ. Và nếu mà các anh chị làm bài test không có đạt thì họ sẽ không cho các bạn tạo cái tài khoản live. Họ sẽ không cho các bạn deposit. Và họ phải có cái thời gian, ví dụ như là bắt các bạn là gì, một tuần sau làm bài test lại, hoặc hai tuần sau bắt làm bài test lại. Làm khi nào bài test đậu thì họ mới cho các bạn giao dịch. Thế nên các anh chị thấy rằng là gì, những cái sàn uy tín như thế này thì họ ý thức được rằng là gì, nếu mà các anh chị vào trong cái sàn giao dịch của họ mà các bạn không có kiến thức, rồi rằng là gì, các bạn mất tiền, xong các bạn mất tiền các bạn cũng rời đi. Mà các anh chị rời đi xong rồi là gì, mang tiếng xấu cho sàn người ta. Nên rằng là gì, những cái sàn ECN này thì là gì, nó sẽ rất là kỹ. Thì các bạn phải có kiến thức để lựa chọn những cái sàn giao dịch uy tín. Thì cái cách mà các bạn có thể lựa chọn được này, các bạn nên lựa chọn những cái gọi là những cái người mà họ đi lâu năm trong thị trường này rồi, và họ là những cái người mà thực ra là họ có cái sự hiểu biết, chứ không phải các bạn đi hỏi những cái người môi giới. Các bạn hỏi những cái người môi giới thì là gì, rất là nguy hiểm. Thế nên rằng là gì, các bạn phải có kiến thức để chọn sàn. Thì hiện tại có rất nhiều những cái sàn giao dịch Forex ở Việt Nam, và tôi xin phép tôi không marketing cho một cái sàn nào cả. Bởi vì khi mà nhắc tên thì có nhiều khi những sàn khác lại nói những cái gì đó không hay. Nên là tôi nói như vậy, chia sẻ như vậy để các anh sư, anh chị là gì, ý thức được là gì, có ba loại sàn này và các bạn cần phải thận trọng. Đấy. Rồi, có những cái cạm bẫy trong cái thị trường Forex mà các bạn cần phải biết. Mục đích tôi làm cái khóa học này là mong muốn các bạn giữ được tiền trước cái đã. Khi các anh chị giữ được tiền thì lúc đó mới nói đến chuyện kiếm tiền. Lúc đó mới nói đến chuyện là gì, các bạn đi dài hạn với cái thị trường này. Thì những cái cạm bẫy các bạn cần tránh. Các bạn nhớ rằng là gì, mọi thứ đều đánh vào lòng tham của các bạn. Đằng sau cái bẫy chuột là sẽ có rất nhiều những cái thứ. Thì các anh chị có thể nhìn thấy những cái lời mời gọi, các cái nhóm tín hiệu giao dịch đảm bảo lợi nhuận là gì, từ 20% đến 30% mỗi tháng. Thì khi các bạn nghe thấy những cái dòng này, các bạn đừng có tin. Tôi khẳng định các bạn rằng là gì, những cái này là đều những thứ không có thật đâu. Thì những anh chị nào mà đã từng giao dịch thì các bạn sẽ hiểu. Nhưng các bạn người mới, các bạn đừng có thấy người ta sâu kết quả các bạn tin. Để làm được những cái kết quả giao dịch nó dễ lắm các anh chị, nó không có khó. Các anh chị biết rằng là gì, sàn nó sẽ có hai cái server. Một cái server là gì, là dành cho những cái anh chị mà họ làm marketing.
thì là gì, cũng cấp một cái tài khoản nhìn giống tài khoản live thật vậy đó, nhưng mà trên đó là gì, cái số tiền đó là số tiền ảo, và những cái lệnh thắng thì có thể gọi là gì, giữ nguyên được, lệnh thua thì xóa được. Các bạn hiểu vấn đề cũng giống như bên binary option vậy đó, tức là họ sẽ có một cái tài khoản gọi là tài khoản marketing, thì tài khoản này để đi sâu cho ra bên ngoài nói rằng là gì, à họ giao dịch rất là tuyệt vời, sâu lên những cái lệnh thắng. Thế nên rằng là gì, các bạn cần phải tỉnh táo. Trong binary option này thì làm rất là gọi là lộ liễu, các bạn thấy nhiều lắm. Còn trong forex thì hơi kín hơn một xíu, khá là kín tiếng. Thì các cái nhóm mà giao dịch đảm bảo lợi nhuận lên đến 20-30%, các anh chị đừng có tin nha, lưu ý. Rồi copy trade lợi nhuận cao, chỉ cần cài đặt bot là auto chạy đảm bảo lợi nhuận. Tôi khẳng định các bạn là copy các trader gì đó, không có chuyện đó đâu các bạn. Copy trader thì mọi thứ nó đều có rủi ro hết trơn. Lợi nhuận cao thì đi kèm bên đó là rủi ro, thì các bạn phải ý thức điều đó. Tức là không có chuyện là gì, đảm bảo lợi nhuận, không có chuyện là không có rủi ro, chắc chắn là sẽ phải có rủi ro. Các bạn nhớ kỹ điều đó. Rồi các bạn thận trọng với những cái đơn vị bán những cái bot giao dịch forex đảm bảo lợi nhuận của máy in tiền gì đó, phải thật sự thận trọng. Và tôi khẳng định với các bạn là gì, không có chuyện mà bot giao dịch cho các bạn mà ra tiền đâu, mà đều đặn ổn định đâu. Cá nhân tôi cũng giao dịch, có bot giao dịch, thì tôi chỉ nói với các bạn rằng này này, bot á, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn có thể rằng là gì, hỗ trợ gọi là báo cho các bạn những cái điểm vào lệnh, và các anh chị cần phải verify, tức là mình có kiến thức, mình nhìn vào đó mình xem cái điểm vào lệnh đó nó có tốt không, nó có ok không, và chúng ta cần chờ đợi gì thêm nữa. Tức là bot chỉ báo những cái tín hiệu, và việc của các anh chị là các bạn phải xử lý thông tin, các bạn phải xử lý nhiễu, chứ không phải rằng là gì, bot đưa thông tin như vậy là các bạn nghe theo, không phải nha các anh chị nhé. Nếu mà các anh chị mà tin rằng là gì, bot đưa tín hiệu và các bạn làm theo mà thắng thì không có đâu. Có thể những anh chị mà chưa trải nghiệm thì các bạn không hiểu, nhưng mà các bạn hãy tin tôi đi nhé. Các bạn hãy nên thận trọng. Nếu mà ai nói những điều này, các bạn có thể, nếu mà muốn thử thì bỏ ít tiền thôi, test thử khoảng tầm 1-2 tháng biết liền nha các bạn. Rồi ủy thác giao dịch cho cá nhân và cam kết đảm bảo không rủi ro, thì hãy lưu ý điều này các bạn. Bản thân tôi cũng trải qua rồi, cái thời mà mình không có kiến thức á, mình cũng thấy một số người ta sâu lợi nhuận, bắt đầu là đưa tiền cho người ta giao dịch. Thì tôi chỉ nói các bạn là cái kết quả của cái việc mà ủy thác cho người ta giao dịch ấy, là bài học mình nhận được là gì, mất tiền lần sau không đưa người ta nữa thôi. Nên là gì, các bạn phải ý thức được rằng là gì, không có cái chuyện là gì đưa cho cá nhân nào họ giỏi mà giao dịch cam kết đảm bảo không rủi ro đâu. Rồi cũng có những cái sự việc là gì, một số bạn giao dịch ấy, họ cam kết không rủi ro, nhưng khi đến rủi ro đến các bạn, rồi không có tiền trả tiền gốc cho người ta, rồi kiện tụng, tôi cũng thấy nhiều lắm. Nên là lời khuyên là đừng có đưa người ta giao dịch. Nếu mà có đưa người ta giao dịch là xác định là có rủi ro và có khả năng cháy tài khoản ấy nhé. Rồi cái thị trường forex các bạn, chính vì nó rất là rộng lớn nên thành ra là gì, có rất nhiều những cái mô hình MLM Ponzi, họ lợi dụng cái mô hình của forex. Rồi họ nói rằng là gì, cái quỹ đầu tư của họ là đang trade trên thị trường, mỗi ngày có thể giao dịch và trả lãi theo ngày, và huy động các cái gói đầu tư, ví dụ gói 5.000 đô, 10.000 đô như vậy để vào giao dịch, rồi commission cho những anh chị leader huy động được. Thì đây là những cái quỹ lừa đảo các bạn, không có trên thị trường đâu. Và những cái quỹ này họ cũng không có trade live. Họ nói các bạn là hôm nay trade lợi nhuận như thế này, nhưng mà thực ra những cái data dữ liệu đó không phải là cái data live thiệt, mà là cái data làm giả. Những cái này thì anh chị nào có cái sự hiểu biết thì các bạn nhìn ra được hết. Và bản thân tôi cũng chơi với những anh chị mà họ viết, họ code, đặt hàng cho những cái người họ hay làm những cái sàn giao dịch hay gì đó. Thì những cái đồ code thì ai trả tiền thì họ làm thôi. Đấy, thì các bạn hãy nên thận trọng. Rồi hãy thận trọng với những cái lời mời chào hấp dẫn, cam kết lợi nhuận vân vân. Hãy thận trọng nhé, những lời mời chào đó là không có đâu. Và các bạn cũng hãy cẩn thận với những cái lời mời chào hấp dẫn của các lớp học trading và đầu tư làm giàu nhanh. Bản thân tôi cũng là một cái người chia sẻ về trading và đầu tư, thì tôi mới nói các bạn rằng là gì, để trading và đầu tư thành công là một quá trình nó dài, các bạn phải đi nhiều năm. Tôi khẳng định với các anh chị, không có chuyện là các bạn học trong vòng 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng
mà các bạn có kết quả được đâu. Tôi khẳng định luôn các anh chị, cá nhân tôi đã đi gần chục năm với cái thị trường này rồi, thì đã trải qua rất nhiều thăng trầm, thì tôi mới nói các bạn rằng là gì, các bạn hãy nên cẩn thận. Tất nhiên rằng là gì, những cái lớp học đó họ sẽ có khả năng họ marketing rất là tốt, rồi họ rằng là gì, họ sẽ nói với các bạn là gì, những lời mời chào đấy. Nên là các bạn hãy nên thận trọng và cân nhắc. Những lời mời chào như vậy là gì, nó không có, nó đâu các bạn, không có đâu. Không có chuyện là gì có những cái lời mời chào cho các bạn rằng là gì, dạy các bạn thành công đó, các bạn không có. Thì tí slide sau tôi sẽ nói cho các bạn cái việc mà trading nó sẽ như thế nào, và một quá trình để các bạn hình thành một cái kỹ năng giao dịch, và cái cách các anh chị học như thế nào. Nên rằng là gì, cá nhân tôi cũng học rất nhiều những cái khóa học về trading và đầu tư các bạn. Tôi đi học nhiều lắm, có những cái khóa học nào hay ở Việt Nam trước đó và ở nước ngoài là tôi cũng đều tham gia tôi học, và trả rất nhiều tiền. Thì tôi hiểu rằng các bạn có những cái thứ các anh chị cần phải có kiến thức, có trí tuệ, thì các bạn mới có thể biết được rằng là gì, họ chia sẻ nó có đúng hay là không. Cho mình đừng vội tin nha các bạn. Rồi, các bạn nhớ tránh những cái cạm bẫy này. Trên những cái thông tin mạng, rồi gọi là Zalo, Facebook, Telegram họ upload rất nhiều. Rồi gọi là những cái lời mời gọi của những cái đối tác. Rồi rằng là gì, các cái group hỗ trợ giao dịch từ A tới Z, rồi đảm bảo 85% win gì đó. Các bạn lưu ý là gì, cẩn thận với những cái này. Rồi những cái bot lợi nhuận này, ví dụ như vậy. Rồi rằng là gì, những cái này có thể làm giả được hết nhé các bạn nhé, làm giả được hết đó. Rồi rằng là gì, những cái copy trade bắn tín hiệu forex gì đó cũng không có thực sự chuẩn đâu. Hãy nên thận trọng. Các bạn có thể tham gia vào, các bạn có thể bỏ một số tiền nhỏ để các bạn test đi, chứ đừng có vội đem một cái số tiền lớn vào đó. Rồi cẩn thận những cái lời mời chào, những cái tài khoản giao dịch vân vân, những cái tin nhắn như thế này thì các bạn thấy nhiều lắm. Thì hãy nên thận trọng, hãy nên thận trọng các bạn. Ví dụ như kiếm tiền từ forex lợi nhuận 1% trên một ngày, làm gì có. Bạn nào có khả năng làm như vậy thì tôi khẳng định rằng là gì, những cái quỹ đầu tư họ đưa tiền nhưng mà đến, nên không có chuyện đó đâu. Trading phải có ngày thắng ngày thua, và có ngày mình phải chờ đợi kiên nhẫn, chứ không phải là gì mình cứ vào lệnh liên tục. Các anh chị lưu ý một cái dấu hiệu nhé các anh chị. Những ai mà nói với các bạn rằng là gì, vào giao dịch và là gì, lợi nhuận cứ đặt target là 1% trên một ngày, thì các bạn biết rằng là gì, là lừa đảo đó các bạn, không có đâu nhá, không có thật. Rồi, nhớ là những cái tín hiệu gì đó, cẩn thận. Rồi, đây là một cái thứ mà rất quan trọng mà tôi muốn các anh chị, các bạn vào bất cứ một cái kênh đầu tư nào, một cái thị trường nào, các bạn cần phải biết. Thì trong bất cứ một cái game đầu tư nào, game tài chính nào, nó đều có các cái vị thế cả. Thì các bạn thấy là vị thế đầu tiên là gì? Nhà cái, chủ sàn, nhà tạo lập. Thì các anh chị thấy rằng là gì? Khi mà một cái thị trường giao dịch như vậy thì sẽ có rất nhiều những nhà cái, chủ sàn, nhà tạo lập. Thì họ là những cái người là gì? Tạo ra những cái sàn giao dịch, chủ sàn giao dịch. Thì các bạn giao dịch thì họ sẽ có phí commission. Các bạn giao dịch càng nhiều thì họ lại có nhiều commission. Các bạn thắng thua gì không biết, cứ giao dịch là họ thu phí. Đấy, thì cái vị thế này là gì? Nó rất là khó mà cho những cái cá nhân các bạn join vào. Thì cũng có rất nhiều những cái sàn giao dịch có thể làm được các bạn. Sàn giao dịch tạo ra không khó đâu, quan trọng là các bạn kiếm được khách hàng về như thế nào. Thì cái vị thế mà nhà cái thì chắc chắn là nhiều anh chị khó mà tham gia được rồi. Rồi cái vị thế thứ hai là broker IB, những cái nhà môi giới tìm kiếm khách hàng. Thì cũng giống những cái người leader vậy đó, những cái người này là họ sẽ có những cái tổ chức luôn các bạn, tổ chức hoặc là những cái cá nhân riêng lẻ. Thì họ sẽ tìm kiếm những cái khách hàng. Đó là tại sao có những cái nhóm tín hiệu, những cái nhóm để sao để các bạn tham gia vào, các bạn giao dịch. Và những cái người IB này thì họ sẽ làm sao cho các bạn giao dịch càng nhiều càng tốt. Các bạn giao dịch càng nhiều thì họ có commission. Đấy, thì cái vị thế này cũng kiếm được tiền tốt. Rồi cái vị thế thứ ba, các bạn thấy là sẽ có những cái công ty nó sẽ cung cấp những cái sản phẩm dịch vụ trong thị trường forex. Ví dụ như là đào tạo này, ví dụ như là bot giao dịch này, nó rất là nhiều. Viết bot, viết chương trình này kia, rất là nhiều. Rồi một cái vị thế thứ tư, các bạn thấy là gì, những cái ngân hàng trung ương này, những cái quỹ đầu tư, các cái nhà giao dịch chuyên nghiệp. Thì những cái tổ chức này họ là những cái gọi là những cái tổ chức giao dịch chuyên nghiệp rồi. Thì là gì, họ quản trị rủi ro rất là tốt. Họ có những cái tổ chức, họ có những cái con người kiệt xuất, họ có những cái hệ thống để mà làm sao họ kiểm soát, họ quản trị được.
Thế nên rằng là gì? Khi khả năng rủi ro thì nó sẽ rất là thấp. Đấy. Và đặc biệt á, các bạn thấy rằng là gì? Thông thường các bạn tham gia vào ở cái vị thế thứ 5 này nè, vị thế người chơi này, vị thế mà tôi gọi trader gà mờ các bạn, thì ai cũng đã từng gà mờ thôi. Cá nhân tôi cũng vậy. Và tôi đã từng thiệt hại rất là nặng trong thị trường forex. Tôi có kể cho các bạn ở đầu cái khóa học nhập môn á. Thế nên rằng là gì? Các bạn phải cần phải ý thức được rằng nếu các bạn vào là một cái người chơi, các bạn gà mờ, thì các bạn cần thận trọng. Các bạn phải làm sao rằng là gì? Các bạn thật giỏi thì các bạn có khả năng nằm ở cái mục ở đây này, cái mục số 4 là các cái nhà giao dịch chuyên nghiệp á. Thì để có thể bước từ cái vị thế mà trader gà mờ lên đây là một quá trình rất là dài. Tuy nhiên vẫn có cách làm được nha các bạn. Thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn biết cần phải làm gì. Một quá trình nó rất là dài, không phải đơn giản đâu các anh chị. Thì các bạn cần phải thận trọng những thứ đó. Và đặc biệt á, những cái người chơi trader gà mờ thì các bạn hay gọi là đốt tiền, cháy tài khoản. Cái từ cháy tài khoản là một cái từ mà những cái người trader họ rất là sợ. Và bản thân tôi cũng đã bị. Thế nên rằng là gì, tôi nói các bạn rằng là gì, những cái người mới các bạn vào thị trường thì thông thường đều như vậy. Thì tôi mong muốn rằng là gì, những anh chị các bạn đang học cái khóa học này này, nếu các bạn là những người mới mà đã biết những điều này thì các bạn hãy nên thật sự nghiêm túc nếu mà tìm hiểu thị trường này. Còn nếu các bạn vào các bạn đốt đi những cái đồng tiền này, nó phí lắm các anh chị, cực kỳ phí nhé. Rồi, câu chuyện của một trader này thì cũng giống như là bên binary option thôi. Các bạn có thể thấy rằng là gì, một trader ở forex thì đầu tiên vào cũng cứ vui buồn lẫn lộn đúng không? Khi lệnh thắng, khi lệnh thua. Đầu tiên thắng thì sung lắm, sau đó thì thua. Rồi sau đó rằng là gì, sau một cái chuỗi thua lỗ dài dài thì bắt đầu chán nản. Chán nản thì bắt đầu là gì, rất là thất vọng, gọi là mất một số tiền nhỏ nhỏ ban đầu á. Rồi bắt đầu là gì, đi tìm những cái phương pháp mới. Rồi rằng là gì, giao dịch bằng phương pháp đó, rồi lại thua lỗ, rồi một cái vòng luẩn quẩn các bạn. Trong thị trường crypto cũng vậy, cái vòng luẩn quẩn này. Đấy, thì ai là người mới cũng từng như vậy thôi. Nên rằng là gì, cần có một cái định hướng đúng đắn ngay từ đầu. Thì tôi tin rằng là gì, các bạn sẽ đi rất là vững với cái việc là gì, các bạn tìm hiểu về giao dịch. Thì thường là gì, cháy túi hết tiền đúng không? Sau đó rằng là gì, thất vọng rời thị trường. Thì các bạn sẽ thấy cái nhóm người này chiếm bao nhiêu phần trăm. Ở đây các bạn, trader ở cái thị trường giao dịch forex thì nó là một cái nghề nghiệp nghiêm túc đấy. Ở BO thì tôi không khuyến khích, bởi vì BO chắc chắn là một cái game mà trader rất là bất lợi. Nhưng mà ở thị trường forex thì là một cái thị trường mà các bạn biết rằng là gì, thị trường nghìn tỷ mà. Và những cái trader ở đây là những trader làm việc một cách rất là nghiêm túc. Thì các bạn sẽ có khả năng, có thể là gì, các bạn phát triển được cái sự nghiệp mà trading ở đây. Thì các anh chị lưu ý cho tôi một cái điều này các bạn này. Đây là cái sự thật. Trading nó không phải là một cái nghề làm giàu nhanh chóng như quảng cáo của rất nhiều cái khóa học trading ở ngoài thị trường. Không có chuyện là các bạn học xong một tuần các bạn có một cái phương pháp giao dịch thành công, hay là các bạn sở hữu một bí kíp gì đó, không phải các bạn. Mà trading là một cái quá trình các bạn tìm hiểu chính mình, các bạn chiến thắng chính mình. Thì có dịp tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Để nói về trading các bạn, rất là nhiều thời gian lắm. Cá nhân tôi đã tìm hiểu với thị trường này cũng gần chục năm rồi, gần 10 năm rồi. Thì rất nhiều những cái thăng trầm, và còn ngồi được tới ngày hôm nay chia sẻ được cho các bạn thì các anh chị biết rằng là gì, tôi đã trải qua rất nhiều. Nên là những cái gì các anh chị đã trải qua, ví dụ như cháy tài khoản, ngục lạnh trong thị trường đó sao, thì tôi đã trải qua rồi. Và tôi cảm nhận được, tôi hiểu được, và tôi đã đứng lên được. Thì tôi nói các bạn rằng là gì, nó không hề dễ dàng. Và muốn làm gì nó cũng có một cái quá trình trưởng thành. Bản thân tôi cũng có hướng dẫn cho những anh chị họ giao dịch. Thì tôi nói các bạn là đơn vị các bạn phải làm sao đi 6 tháng 1 năm thì bắt đầu mới biết được thị trường đó như thế nào. Các anh chị biết rằng là gì, các anh chị để học một cái nghề, các bạn đã đi học cao đẳng đại học đúng không? 3 đến 5 năm trời. Mà bây giờ cái thị trường forex, cái thị trường ngoại hối này nó rất là khó. Mà các chị đòi học chỉ có gì, một vài tháng hoặc là một vài buổi mà xong rồi ra kiếm được tiền thì làm gì có được các bạn. Nó là điều không thể các bạn. Tôi nghĩ những cái anh chị mà các bạn mà chia sẻ về giao dịch trading ấy, các bạn hãy nên ý thức chia sẻ cho những cái anh chị học viên, họ biết những điều này. Đừng có vì các bạn là gì, để kiếm ít tiền mà các bạn nói nó không đúng sự thật. Tôi làm cái khóa học này, tôi làm cái trang website Tuệ Trading ấy, tôi cũng mong muốn là gì, chia sẻ sự thật ở trên đó.
Các bạn cần phải hiểu sự thật để có cái sự chuẩn bị tốt nhất cái gì ạ? Và để có được cái nghề trading các bạn thì các bạn cần phải có cái sự nghiêm túc và quyết tâm cao. Các anh chị phải học rất là nhiều, các anh chị phải bích test rất là nhiều, các anh chị phải đọc rất nhiều những cái sách về đầu tư, về tâm lý đầu tư. Rồi các bạn cũng sẽ học rất nhiều những cái phương pháp giao dịch. Sau đó các bạn sẽ đi lựa chọn cái phương pháp phù hợp. Thì để có thể đi lâu được như vậy thì buộc lòng là gì? Các bạn cần phải có cái sự kiên định và phải giữ được tiền. Và ít nhất các anh chị, lời khuyên chân thành của tôi là để mà thực sự hiểu được cái nghề giao dịch Forex, để thực sự hiểu về trading thì các bạn hãy nên có kế hoạch đi ít nhất là 2 năm. Thì khi mà các bạn đi được 2 năm, các bạn trải qua được những cái cung bậc cảm xúc trong cái thị trường Forex, thì các bạn mới thực sự bắt đầu là gì? Hiểu cái nghề này như thế nào. Còn để chiến thắng, để có thể là gì? Kiếm tiền được dài hơi thì là một cái quá trình nó rất là dài các bạn. Dài lắm. Không hề đơn giản nha các anh chị. Rồi. Cái sự khắc nghiệt của cái nghề trading. Đây là một cái sự thật mà các bạn cần phải biết. Phải hình dung trong đầu luôn các bạn. Thì các bạn sẽ để ý kỹ này. Tất cả các cái trader, tất cả là đều đến với cái thị trường là đều mong muốn làm giàu nhanh chóng. Các bạn thấy tất cả các anh chị thấy những cái thông tin gì đó thì đều đến với thị trường, đến với cái trading bởi rằng là gì? Mong muốn làm giàu nhanh. Nhưng mà khoảng tầm 40% gọi là giao dịch, cái số đông là gì? Khoảng tầm 40% các bạn giao dịch được trong một tháng mà các bạn bỏ cuộc. Đây là thống kê nha các chị nhé, chứ không phải là tôi lấy gọi là tôi tự nghĩ ra đâu, mà là những cái thống kê mà tôi thấy đúng đó các bạn. Khoảng tầm 40% là các bạn sẽ bỏ cuộc trong vòng một tháng. Và sau đó các bạn biết rằng là gì? Khoảng 80% sẽ bỏ cuộc sau 2 năm. Tức là sau 2 năm 100 người thì khoảng tầm 80 người bỏ cuộc các bạn. Đấy, các bạn chỉ thấy cái sự khắc nghiệt của thị trường này không? Nên tại sao tôi lại yêu cầu các bạn phải đi được 2 năm? Là làm sao khi các bạn đi được 2 năm thì các anh chị nằm được trong top 20% cái đó. Khoan vội kiếm được tiền, khoan vội nghĩ là làm giàu ở thị trường này. Thì là gì? Khi mà các bạn bắt đầu là gì? Đi được 2 năm rồi thì các bạn sẽ có khả năng. Và các bạn thấy là chỉ có 7% ở lại với thị trường sau 5 năm. Tức là nếu mà 100 người join vào thị trường thì sau 5 năm chỉ có khoảng tầm 7 người ở lại thôi. Cái điều này đúng đó các anh chị, không có sai đâu. Cá nhân tôi đã nhiều năm trước khi mà tôi tham gia vào thị trường Forex và đầu tư thì tôi cũng có những cái nhóm đầu tư cho các bạn. Nhưng mà sau một vài năm nhìn lại thì hầu như không ai còn ở trong thị trường. Họ rời đi hết. Bởi vì rằng họ thấy cái sự khắc nghiệt của thị trường này. Nên rằng là gì? Các bạn phải cần có cái sự chuẩn bị thật tốt để các bạn có thể làm gì? Ở lại được. Và các bạn nằm trong cái nhóm 7% này. Và là gì? Chỉ có cái nhóm 1% kiếm được lợi nhuận sau khi trừ hết chi phí. Điều này đúng đó các bạn, không sai đâu. Nên các anh chị phải hiểu được rằng là gì? Cái nghề trading là nó là như vậy. Và khi mà hiểu như vậy thì các anh chị sẽ thành động. Mình sẽ ý thức được rằng là gì? Mình làm sao vượt qua cái giai đoạn này. Mình vượt qua cái giai đoạn này. Mình bắt đầu là gì? Mình vượt qua cái giai đoạn này nữa. Mình đi được dài hạn với thị trường. Thì lúc đó là gì? Các bạn sẽ biết được, các bạn sẽ mở được cái cánh cổng của cái thị trường giao dịch ngoại hối này. Thì cái kiến thức mà trading các bạn có thể giao dịch ở Forex, crypto hay là chứng khoán, có hết. Áp dụng được các bạn. Đấy, tất nhiên là mỗi thị trường nó sẽ có một cái đặc tính, một cái tính chất nó riêng. Nhưng mà khi các bạn tìm hiểu thì thực ra nó cũng sẽ là những cái gọi là về bản chất nó cũng gần giống nhau các bạn. Đấy. Thế nên rằng là gì? Tôi muốn các bạn thật sự hiểu cái thị trường Forex nó như thế nào. Và các bạn cần phải có cái sự chuẩn bị tốt nhất. Đối với tại sao tôi muốn trao đi những cái kiến thức, những cái sự hiểu biết của tôi để cho các anh chị là có cái ý thức để các bạn chuẩn bị tốt. Các bạn hãy bỏ qua những cái lời mời gọi làm giàu nhanh chóng. Không có chuyện vào thị trường này làm giàu nhanh đâu. Các anh chị cũng hãy bỏ qua những cái tư duy rằng là gì? Đi làm công ăn lương khổ quá, xong bây giờ thấy bạn bè nó giao dịch một ngày nó úp lên cái lệ nó kiếm 1-2 ngàn đô bằng cả lương tháng của mình, kiếm tiền sao dễ thế? Không có vậy đâu các bạn. Mà rất nhiều gọi là mồ hôi nước mắt, rất nhiều những cái giá cần phải trả trong thị trường này để mà chạm tay được lên thành công. Nên các anh chị muốn mà thành công trong cái thị trường Forex, các bạn cần phải có một cái lộ trình dài, một cái quá trình để đi với cái thị trường này. Chứ các bạn đừng có nghe theo những cái lời mời gọi làm giàu nhanh, cũng đừng có tin tưởng vào những cái con bot giao dịch, vân vân, đừng. Mà các bạn cần phải đi dài hơi. Và đó là cái là gì? Các bạn tự bảo vệ được mình. Thì tôi tin rằng là gì? Cái bài học này nó cũng sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều rồi.
thì cái mục đích của tôi là tôi trao đi những cái điều mà chân thành đến với các bạn. Nếu các anh chị thấy mà cái khóa học nó hay, nó có ý nghĩa, thì các bạn có thể chia sẻ đến cho ai đó thực sự cần. Thực ra tôi thấy cái khóa học này các bạn, là rất nhiều người họ đang mất tiền ngoài kia họ rất là cần. Họ cần phải hiểu được cái bản chất thật sự của thị trường này như thế nào. Bởi vì rất nhiều người họ nghe theo những cái lời môi giới của những cái người môi giới các bạn. Họ vào giao dịch. Cá nhân tôi đã từng có một cái ước nhớ mãi các bạn, là khi mà thời điểm đầu mình giao dịch Forex các anh chị, thì khi mà tham gia vào thị trường thì tôi quan sát đó các bạn. Tôi quan sát thì có một cô rất là lớn tuổi, khoảng tầm chắc tôi nghĩ khoảng tầm là gì, 60-70 tuổi, thì cũng được rất nhiều những cái bạn IB chăm sóc. Và thực ra là gì, chăm sóc để mà cho cô giao dịch nhiều volume thôi. Và bao nhiêu tiền tiết kiệm mọi thứ của cô là trong cái tài khoản đó. Và máy tính nữa, cô cũng không có rành các chị, tức là cô không có rành về cái máy tính. Và cô cầm cái máy tính, cô cầm cái như cái iPad, tôi nhớ là iPad hay sao, mà cô chọt cái lệnh mà tay nó run run các bạn. Bởi vì là họ không có cái kiến thức, rồi rằng là gì, nhìn cái khoản thua lỗ nó chạy mà vào giao dịch mà tay mà run, thực sự thấy rất là thương. Thế nên rằng là gì, tôi rất là mong muốn là các bạn phải ý thức được. Và cái thị trường Forex này các anh chị, là cái sự tàn phá nó rất là ghê gớm. Rất nhiều người đã gọi là đang có cuộc sống tươi đẹp vào trong cái thị trường tài chính này, và đốt hết toàn bộ tiền của họ. Từ những cái người nhân viên văn phòng, những cái người chủ doanh nghiệp rất là nhiều. Thì sau này tôi nhìn lại các bạn, bản chất cuối cùng là gì? Trí tuệ là kiến thức cả. Nếu mà có kiến thức thì các bạn sẽ bảo vệ được mình. Các bạn sẽ không để mình rơi vào những cái hoàn cảnh đó. Thế nên rằng là gì? Tôi mong muốn rằng là gì, các anh chị hãy chia sẻ cái khóa học này đến cho những ai họ thực sự cần. Bởi vì tôi tin rằng là gì, những kiến thức này nó sẽ giúp cho họ bảo vệ được họ. Và cái khóa học này thì tôi sẽ chia sẻ ở cái website tuetrading.com này, hoặc là cái trang web học tập .tuetrading.com. Các anh chị có thể là gì, chia sẻ cho họ hai đường dẫn này để có thể họ join vào. Thì khóa học thông tin sẽ có trên đó. Thì cái mục tiêu của tôi là tôi mong muốn chia sẻ đến khoảng tầm 100.000 người. Tôi tin rằng là tôi sẽ làm được, bởi vì rằng là gì, ít nhất hiện tại bây giờ cũng đã có hơn 1.000 anh chị đang học cái khóa học này rồi, và họ nhận được rất nhiều giá trị. Cái video này tôi quay lại là lần này lần thứ tư được các bạn. Mỗi lần tôi nâng cấp lại, nên là gì, những cái kiến thức tôi chia sẻ thì nó sẽ cô đọng hơn, giúp cho các anh chị nhận ra cái vấn đề nó dễ dàng hơn. Rồi cái khóa học này nó sẽ cập nhật liên tục, và cũng sẽ có những cái hỏi đáp trong group á. Nếu trong group chat các anh chị có những cái thắc mắc gì đó các bạn hỏi, thì là gì, chúng tôi sẽ giải đáp trong đó nha các bạn. Và không có một cái lời mời gọi gì đưa các bạn vào trong này cả. Các bạn lưu ý điều đó. Và tôi rất là biết ơn các anh chị. Hy vọng cái khóa học này nó cũng giúp được cho các anh chị những cái điều gì đó. Chỉ cần một cái điều nhỏ nhặt thôi thì tôi cũng happy rồi. Và cái cách của tôi là hãy cho đi. Và tôi mong muốn rằng là gì, các bạn cũng cho đi như cái cách các bạn biết đến cái khóa học này. Tôi không biết các anh chị ai giới thiệu cho các bạn, hoặc là một thông tin nào đó. Nếu các bạn mong muốn giúp ai đó, hoặc chia sẻ những cái điều tốt đẹp, thì các anh chị có thể chia sẻ khóa học này cho đến 3 bạn, 5 người bạn của các anh chị, hoặc những ai đó. Hoặc là các bạn có thể up lên Facebook gì đó, Twitter gì đó, thì các bạn có thể chia sẻ. Thì tôi tin rằng là gì, sẽ giúp được cho rất nhiều anh chị, họ có được trang bị kiến thức nền tảng basic nhất, để họ biết cách bảo vệ mình trước cái thị trường tài chính nó khắc nghiệt này. Thị trường tài chính này nó rất là, tôi khẳng định với các anh chị, nó rất là khắc nghiệt. Bởi vì cái lòng tham của chúng ta, vào đó chúng ta chỉ thấy tiền thôi. Nên là gì, nếu mà không biết kiểm soát cảm xúc, các bạn không biết kiểm soát cái lòng tham của các bạn, thì tôi khẳng định với các anh chị rằng là gì, các anh chị sẽ trả những cái giá nó rất là đắt lắm các anh chị. Rồi, thì rất vui hẹn gặp lại các anh chị trong những bài học tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.